Kính thưa chư quý thính giả và chư quý đồng đạo, cảnh thế tạo càng ngày thỏa mãn, giống như trùng thường đục vội tim. Những cuộc biến động chốn nhân gian giữa hồi nhiễu nhương bát loạn gây nên những cơn bệnh trầm kha đa dạng mà chúng sanh phải đa mang trong thời hạ nguyên này. Nhưng may mắn thay, có bậc Y Dương xuất hiện cứu nguy nàng. Ngài ví mình là Qua Đà, là biến thước. Vậy chúng sanh phải đủ tầm tự nhận thức được mình mang bệnh gì mà y chứng lập phương đến nhờ thầy hay chữa trị. Thuốc hay là diệu pháp? Diệu pháp quang minh. Trong diệu pháp quang minh này, quý vị sẽ được Đức Thầy luận giải những gương xưa, tích cũ làm nhân chứng điển hình để tạm nghiên bút vẽ tranh thế tạo. Khéo bài phương tiện, đạo mở cửa, bài câu minh mục, nước ma ha tưới tắt lòng phàm. Kính mời quý vị lắng nghe bài Diệu Pháp Quang Minh. Đức Thầy viết bài này tại Hòa Hảo, ngày 10 tháng 4 năm Canh Thìn 1940, qua giọng sứ ngâm của hai nghệ sĩ Bích Phượng và Lê Anh Tuấn. Gươm trí huệ từ bi chớp nhoáng, bông quang âm ngày tháng dập dồn. Ta thừa dưng sắc linh thấy tôn, khắp hạ giới truyền khai đạo pháp. Tùy phong qua dân sanh phù hợp, chấp bút thần tả ít bổn kinh. Bởi luật trời mở rộng thinh thinh, tri phong dò bất kỳ chuyện kiếp. Giống hồng lạc kiếm chi ngọc diệp, nay đôi dời nhiều sơ thấp hèn. Từ ngàn xưa Phật Pháp gài thêm, nên ít kẻ tu hành đắc đạo. Ta cũng tỏ đôi lời khờ khạo, ngắm cảnh đời tâm não cuồng. Hiểu điên khùng ban rải dư muôn, khùng đạo đức khùng câu tuyết chiều. Khùng toan biết âm dương kết liễu, khùng quyền cơ khùng đạo Thích Ca. Hơi bút thần dẹp lỗ cáo xa, loài độc địa toán trừ dứt nọc. Nói tục cổ sát khùng để tóc, phải đua chen tập tánh ông cha. Mong dương trần tình giấc trừ vật dục trì chân bất hoài. Cặp mắt thánh dòm xem tứ hải, thương hồng trần mượn xác tái sanh. Bởi vì đời vắng vật cạnh tranh, nên câu xe cùng nhau thảm não. Xa chi kẻ ngu si khinh ngạo, vì trên đời nhiều hàng khác nhau. Đấng trung thần giả ngọc ước ao, người bội phàm ghét dơ đạo lý.
khùng cảm mến truyền câu hồi gì. Ta làm hiền mà biết non sông, điên như ta điên giống tiên rồng, điên gỡ ách chích xiềng thế tục, chuông linh khứu ba hồi dục thúc, đờn lối âm khởi điều êm tai. Con lành duyên kha trở gốc hài, điên quyết chi giấc người lãnh tộc, đạo mở cửa bài câu minh mục, nước ma hà tươi tắt lòng phàm, cõi trung ương luân chuyển phương nam, mở hội thánh chọn người trung hiếu, tử vị nước còn ghi linh miếu, thác vị đời thanh sử danh bia, mũ cánh chuồng đai giáp mang hia, tuy thô kịch mà tâm chánh trực, nước văn minh chê đồ ấy nực, mạng trao tria xác thịt thanh bay, cảnh dương trần kho sánh bồng lai, về tiếng canh sai mùi rượu thánh. Chén quỳnh tương gác điều gai ngành, vui tinh thần bài biên cuốc cờ, khi thừa nhàn trôi dòng ngâm thơ, bài thi phú thang qua thời thế, xuống dương gian thân điên nào nể, chốn hồng trần đuốc quê liền khai, cho nam nhi sửa mặt râu mài, hàng phụ nữ dồi câu trinh liệt, ráng bắt trước những trang tuấn kiệt, gái anh hùng xưa có trưng dương, đuổi quân Tàu cứu vớt quê hương, rửa sông hận thù chồng dốc trà, xưa châu sáng thanh long phải ta, ngăn sư đồ đặng cứu ngũ viên, nói cho đời rõ biết khùng điên, điên vẫn bị điên cầu ai quốc. Viết một ngọn lưới này một tấc, đem đạo lành ban rải nơi nơi, mang chờ trong ba tánh thành thơi, khắp bốn biển liên dây hòa hảo. Rừng bác ái điên đời biến ảo, điên như ta vì đạo vì dân, điên tu cầu quân thánh rải ân, cho bốn biển dân lành được hưởng, điên dẹp gác âm thanh sắc tướng,
tầm vô vi kim cạnh niết bàn. Thuyền từ bi thần canh nước sang, qua đông đồ vớt người hữu đức. Bể ái hà gươm linh sớm dứt, lòng bồ đề sắc đá dâm kinh. Cả tiên kiều lớn nhỏ đệ huynh, nói chi ấy sửa sang thời thế. Trời qua bụi chinh chinh vừa xây, chờ ít lâu cũng lặng về Tây. Lúc huỳnh hôn đèn trí soi đầy, tìm nẻo thân đi về cực lạc. Điên đàm luận ít câu dốt nát, mong chị anh bàn bạc thế nào. Lời văn thô ý kiến chẳng cao, nội quan cảnh tâm vô kỳ vật. Đường đạo đức bước đi từng nấc, ngoài quan hình bất chấp kỳ hình. Phải bền lòng chắc nẻo sắc đinh, ráng kiếm chữ bất sanh bất diệt. Chúng sanh mê nên đem pháp thuyết, giải thoát rồi pháp bất khả dùng. Nương gia đình kính trọng cội thúc, lo nâng đỡ trong ngày tuổi hạt. Thân điên khùng thế gian tạm xác, chén rượu nồng chẳng nếm mà sai. Sai lê mê lết mết tối ngày, sai đạo pháp sai mùi hương khói. Biết chừng nào chúng sanh vượt khỏi, bể ái hà rứt bỏ vẹn lao. Sai như xưa nhầm lúc huỳnh bào, trần di ngủ sai câu thành tựu. Quyết đưa chúng về nơi non thú, tạo lư bồng ngõ hội quần tiên. Khương tử nha sống vì còn phiền, câu không ngành chờ non phùng gáy. Thuyền Bát Nhã ta cầm tay lái, quyết đưa người khỏi bến sông mê. Nên phải đành mang lúc làm hề, mặc ba tánh khen chê cũng phải. Chí quân tử lòng nhân vạn đại, dốc làm sao gió mặt tan bồng. Nghiêng hai vai gánh nặng non sông, vớt trăm họ lầm than bể khổ.
ví như loài sanh cầm hồ thố, còn thương nhau lại huống chi người. Đứa hai lòng sao chẳng hổ ngươi, đáng thùa thẹn với cây cùng co. Dấu bút tích tuôn bay theo gió, học sách chi phỉ bán ông cha. Thấy dân tình xem giảng ngâm nga, lão xót già đôi lời trần tô. Đức Khổng Thánh người sanh nước Lỗ, ngài còn xưng cuồng quyên giả hồ. Xá chỉ lời đạo chích tục thô, kẻ ngu xuẩn khi người nhân đức. Danh hiền sĩ non sông náo nức, giả như hồi chiên quốc xuân thu. Thầy mạnh ra dùng đao châu du, lúc thập bát chư hầu rối loạn. Bậc thánh nhân công lao chẳng chán, huống chi ta nào dám than gian. Thấy đời mê chưa rõ Phật đàn, nên tỏ ý khắp nơi đặng biết. Coi ai có chứa bầu nhiệt quyết, dùng đạo màu cứu vớt sanh linh. Nếu để chờ sấm nổ gian thinh, e ba tánh ăn năn đã muộn. Giảng giới kể ra đã bốn cuốn, có người khám rõ cơ quyền. Ta dừng tay chờ đợi linh thiêng, Đức Ngọc Đế xử phân cho chúng. Đêm dài dằng cạn dầu tim lùng, chẳng thấy ai tìm kim bóng trăng. Để làm cho mít bùng chỉ hằng, nơi cung nguyệt chờ trong mòn già. Thiếu chi kẻ đặng chim bẻ ná, hiếm bao người đặng cá quên nôm. Ưa đồ ngon đúc nhét đầy mồm, chẳng thèm kể cha hiền trong đời. Trương ban xương đành quên nhân ơi, nở phụ phàng vua Tống Khâm Tôn. Xem chuyện xưa mà bắt hết hồn, gớm cho kẻ thay lòng đổi già. Gã từng cuối ít ai còn là, dùng mưu thần giết thác nhạc phi. Thương trung thần ghét nịnh mặt ly, giam thiệt kế hại tôi lương đóng. Thuở hiên đế có nhà họ Đồng, cũng chuyên quyền muôn tím giang sang. Nhờ Tư Đồ thiết lập Liên Hoàn, nghiệp nhà hơn mới an một. Cảnh gian nan như Lưu Hoàng Thúc,
qua ở nhờ viên thiệu dung thân. Quan công hầu dình chắc nghĩa ân, vượt năm ai về thăm huynh trường. Kẻ nghĩa khi thiên kim vạn lượng, lũ nịnh thần sách sử nào khen. Xem tích xưa thèm với bóng đèn, đời lắm kẻ đầu trâu mặt ngựa. Coi sự sống như tiếng nưa nữa, mê mồi thơm như cá lục châu. Sao chẳng lo thức tình hoài đầu, cho khỏi thèm với người thiên cổ. Cấp cô độc là nhà bá hộ, còn đành lòng bố thí xa thân. Chớ vinh quá vô quy chẳng cần, miễn hiểu đạo hơn là châu báu. Chẳng sớm lo chẳng chờ sợ lão, e sau này tâm não đoạn trường. Lũ giang hùng mang lấy quả ương, trời đất xử những người bối phàn. Phải trỗi dậy nương dây hùng tráng, chữ đại hùng đại lực từ bi. Vậy mới trang quân tử nam nhi, thân dốc vẹn hai câu ngây thảo. Đời cũng lắm bao người da áo, nương bà dinh nhiều hạt túi cơm. Thấy dân ngu trong già sẵn hờm, quyết kim thế đặng toan lừa dối. Ngọn bút sắc chỉ đường người tối, gậy kim can đưa chúng lên đàn. Kiếp nương theo trực chỉ tay phan, đến cực lạc tìm nơi an dưỡng. Dẹp cày cao dùng cây thiền trường, lanh ta bà khỏi thế đua chen. Được vinh hoa khinh bỉ kẻ hèn, bạn phán bạn như ngươi bùi kim. Trên mặt đất hạng người ấy hiếm, thấy tiếng mù xô xuống giữa dòng. Nhìn trên hâm lão bắt mũi lòng, than cảnh kẻ kêu dân sớm tình. Viết ít câu cho đời ngâm dình, phận tài sơ xin hãy thứ tha. Yêu nhân sanh trỗi dòng hùng ca, tạm nghiêng bút vẽ tranh thế tào. Trong bá tánh nhìn xem châu đáo, chớ vội vàng chê lão ngu si. Rạch lang tâm những đứa vô nghì, nhắc sơ tích người xưa trong sự. Khuyên bá tánh vạn dân gìn giữ,
lão chúc cầu thiên hạ thái bình. Đứng trung can hành thiện truy kinh, mong trên dưới cùng nhau thảo thuần. Đã thấy lộ cơ trời báo ứng, diệt loài gian tầm kiếm con tiên. Nở hồng trần túc trái tiền khiên, ta quyết dẹp cứu nàng dương thế. Nói chí đức hoàng thang luật chế, đời không hay những việc xa vời. Gặp cơn mưa ta hãy cho tới, lúc hạn nắng từ bi giúp non. Cảnh thế tạo càng ngày thoáng món, giống dị trùng thường đục phổi tim. Đến cơn đau phương thuốc phải tìm, gặp biển thước qua đà lai thế. Kim dưới cổ nhìn xem thế hệ, sợ có ngày hoạch tội ư thiên. Nếu đục trong cạn tỏ cơ quyền, mực đã cạn lòng yêu chẳng mang. Ai coi qua xin đừng bỏ lãng, gắn công trình dạch lá tìm sâu. Nay dương trần gặp buổi mưa ngâu, phải sớm hứng giọt sương đông hà. Điên nhân nghĩa điên vì đạo cả, thôi chào đời khép cửa buồn duyên. Có thiện căn sớm lại cửa thiền, cầu niệm Phật chờ ngày chung cuộc. Nam mô Định Tâm Vương Bồ Tát Ma Ha Tát, Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả và đồng đạo, chương trình thu thanh sấm giảng thi văn giáo lý Phật giáo Hòa Hảo đến đây xin được tạm dừng. Xin cảm ơn tấm lòng ủng hộ lắng nghe của quý liệt vị. Xin hẹn tái ngộ một dịp khác trong tấm chân tình đạo vị. Nhóm thực hiện chương trình kính chúc quý liệt vị an lạc thân tâm, viên dung đạo quả. Nam mô A Di Đà Phật.